Dạ, em Tùng xin chào anh em. Hôm nay em về cái combo của hãng Makita, bao gồm có là XDT13 này, và XBH12, hai cục pin 4, một cục sạc nhanh và một cái túi xách. Thì hàng này là hàng mới, chưa khui ra. Thì em sẽ khui ra cho anh em xem nó như thế nào. Và cái giá của cái combo này là nó là 6.800. Những anh em nào quan tâm liên hệ mình 0962 232 180. Thì combo này nó new 100%. Và còn những anh em nào muốn mua lẻ thì em sẽ báo giá lẻ cho anh em. Thì hàng này hàng new 100% nha anh em. Rồi em khui ra rồi này. Đúng là Mỹ về. Đấy. Ok, báo giá lẻ cho anh em đây. Cái túi xách đây rất là chất lượng và dày. Thì giá của nó là 300 ngàn. Rồi, tiếp đến cái combo cái sạc này là nếu mà lên 220 là 100 ngàn. Và cả bộ là 6.8 nha. Đây là cái móc treo của hai cái máy. Đây là cái vít tặng kèm theo cái combo. Rồi, tới cái thân máy XBH12. Và cái thân này nó sản xuất tại China, chính hãng Mỹ về, nó có chứng nhận UL và sản xuất 2020, tháng 8 năm 2020. Và giá new cái thân máy thì 1 triệu 2, 2 triệu nha anh em. Thân máy 2 triệu. Rồi mình test cho anh em. Nó là có hai cấp độ ở trên, từ 0 đến 500, từ 0 đến 500 và từ 0 đến 2.000 vòng trên phút. Rồi, động cơ nó không chổi than và rút nha anh em. Đấy, những anh em là quan tâm liên hệ mình. Và kẹp 13. Rồi, pin này là pin 4A. Pin 4A. Đấy. Sản xuất tại Korea. Pin 4A giá 1 triệu 2, những anh em nào quan tâm mình nha. Liên hệ mình. Rồi. Rồi, đây là một thân máy vặn vít XDT13. Thì XDT13 này nó có sản xuất China này, từ 0 đến 3.000 6 vòng trên phút. Cái thân máy new 100% rootless, giá 1 triệu 7. Anh em quan tâm liên hệ mình. Pin đây cũng vậy, pin sản xuất tại Korea. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Thì cái combo này giá của nó là, giá của cái combo này là 6.800.000, còn nếu mà anh em tích lẻ ra thì cũng khá là cao. Em Tùng xin cảm ơn anh em.